Hello, anh em đã quay trở lại với kênh của mình là Khánh Múa IG đây. Thì cũng như anh em được biết rồi đó, đã qua mùa S1 2024 rồi anh em ơi. Thì sẵn đây mình mới lên cao thủ nên là mình làm clip này cho anh em xem luôn. Là IG có thể nào mà đánh lên được ganh cao thủ không nha anh em ơi, ganh cao thủ đầu mùa. Hôm bữa thì mình có đăng một cái status này. Động lực tiếp theo để em Khánh cố gắng là lên 20k sub trước Tết, với lại là lên top 1 bảng xếp hạng và 100 sao trước Tết. Thì 100 sao mình cũng đã lên rồi anh em ơi. Còn top 1 bảng xếp hạng á, thì mình đang leo nha anh em ơi. Hiện tại á, thì đã leo được top 8 bảng xếp hạng IG Việt Nam ở cái mùa S1 2024 này rồi. Nên là anh em nào mà chưa đăng ký kênh á, thì cho Khánh xin một đăng ký kênh nha, để đạt được 20k sub trước Tết anh em ơi. Và không liên tha liên thiên nữa thì mời anh em vào game đấu đầu tiên. Thì mùa trước là mình hơn 51 sao á, nên là reset về tinh anh 2 nha. Và ở cái trận thi đấu đầu tiên thì bích IG cho nó nóng luôn anh em ơi. Trận đầu tiên của mùa mà trận đầu tiên trong ngày nữa. Mới ngủ dậy tay còn cứng, không biết là múa có dẻo hay không. Hy vọng là trận đầu tiên win nha anh em ơi, đầu xuôi đuôi lọt đi. Trận đầu mùa mà. Và tất cả là được đi đơn nha anh em ơi. Ở cái pha thi đấu đầu tiên á thì tem bạn có pha ăn được con rồng rồi, nên là quyết định bật ulti đến từ vị trí của Zan và vô cấp bùa đỏ của tem mình á. Mình thấy Floor muốn kháng ulti nên là tóc biến luôn. May mà mất tem mình thả skill được á, và thành công dứt điểm đi được double kill, và Floor cũng phải lên bảng số luôn triple kill. Ui, tưởng đâu là thua ở cái giai đoạn đầu game rồi, nhưng mà lúc này là mất tem mình gỡ lại được ba mạng là thấy ngon rồi đó. Đầu game á thì tem mình ăn rất là nhiều mạng luôn, nên là lúc này mình đã tranh thủ và lấy được cái trụ đầu tiên rồi. Thấy Floor trong bụi biến về nên là mình bật ulti và thành công dứt điểm đi được Floor xong rồi á. Nhận thấy là tem bạn không ai ra thủ trụ nên là thành công tiếp cận cái trụ silo này luôn. Và hình như là mình thấy cái bản cập nhật này á, mỗi lần hạ trụ á, không phải là cái trụ giữa mới có làm chậm lính đâu anh em ơi, mà hình như là ba trụ nào cũng làm chậm lính hết trơn á. Ăn xong trụ thì tất nhiên là không thể nào mà đẩy tiếp được rồi, nên là mình quyết định ra ăn con bùa đỏ của tem bạn. Sau khi ăn bùa đỏ thành công rồi mà có bùa rồng nữa, cảm nhận được tem bạn có pha giao tranh đường mít á, nên là mình ra sao mà mình đánh cái thường mà thành công dứt điểm đi được Lily luôn. Cái thường có nội tại nha anh em ơi, như là ăn được sát thương chuẩn, với lại là có bùa đỏ đốt, với lại là có bùa rồng, nên là cái đánh thường đó hạ được Lily chứ. Lúc này là AD tem bạn cũng đã đổi đường rồi, thấy Floor có pha di chuyển xuống rồi, nên là mình nghĩ là AD tem bạn có một mình ở đây nên là mình solo kill, nhưng mà tiếc là cái tóc biến tiêu rồi. Nhưng mà không sao, mình xanh đầu game nên là thành công solo kill với AD tem bạn. Tem mình trận thi đấu này thì oánh khá là áp đảo, tem bạn muốn gỡ lại mạng nhưng mà lúc này là không được rồi. Có một pha đánh ra nhưng mà không thành công đến từ vị trí của tem bạn, và mình ăn được một mạng. Còn trong khi đó thì tem bạn đã lên bảng số hết ba thành viên rồi. Zan á thì muốn bắt AD nhưng mà bắt không được nên là phải lên bảng số rồi. AD tem mình được bắn nên là bắn hết luôn anh em ơi, thành công ăn được 5 mạng hạ gục luôn. Ở cái pha thi đấu này mới có phút thứ 10 thôi mà team mình cũng đã ăn được cái đường lính siêu cấp đầu tiên của team bạn rồi, và team bạn không may ra thủ thì tất nhiên là team mình sẽ win được cái trận thi đấu này rồi nha. Lily là người ra đầu tiên nhưng mà cũng không thể nào mà thủ được anh em ơi, và cái trận thi đấu đầu tiên đã win rồi. Mình reset về tinh anh 2 1 sao nha, và cái trận thi đấu này được tinh anh 2 2 sao rồi. Ở đầu mùa thì vẫn chưa được cộng điểm nhiều đâu anh em ơi, tầm 56 điểm thôi. Đến cái game đấu thứ hai thì team mình được 4 thông thạo S luôn, 1 thông thạo A, team bạn thì được 3 thông thạo S với lại là 2 thông thạo B. Và ở cái trận thi đấu này thì kèo đối đầu của mình là kèo Aduin nha. Aduin đem hồi máu anh em ơi. Đầu game á thì mình đâu có sợ Aduin đâu, nên là mình cấu máu gần xỉu Aduin rồi. Nhưng mà không ngờ mình vừa hồi cái ulti á thì lúc này là Wander có pha ra ganh mình trước. Mình lướt hai cái xong rồi tóc biến vẫn không thể nào mà chạy thoát được. Và ở cái trận thi đấu này thì team bạn hình như là muốn ăn kinh công trước, xong rồi là bỏ con rồng luôn hay sao á. Nên là lúc này team mình có cơ hội ăn được cái con rồng đầu tiên rồi. Nhưng mà không ngờ là Tulen team mình có pha ỷ y nên là thành công lên bảng điểm số luôn. May mà team mình vẫn ăn được cái con rồng á. Và lúc này mình cảm nhận được team bạn ăn xong con kinh công thì sẽ vào bùa xanh của team mình, nên là mình có pha kéo bùa nha anh em ơi. Nhưng mà không ngờ là team bạn buông nhanh quá nên là kéo bùa không kịp rồi. Và lúc này chỉ biết bỏ này thôi chứ biết làm sao bây giờ. Wander cái trận thi đấu này thì không thèm xuống bùa xanh luôn anh em, mà nên là team mình đã tranh thủ cướp được bùa xanh rồi. Mình thì đi lên với hai thành viên của team bạn luôn, nhưng mà mình tỏ ra khá là dữ dội khi mà không sợ team bạn nha. Wander đã mất khá là nhiều thời gian ở giai đoạn đường top rồi, lúc này là di chuyển xuống thì không thể nào mà bằng team mình được, nên là team mình rất là lợi thế ở giai đoạn đầu game luôn. Trận này thì mình hơi thọt đầu game xíu nhưng mà không sao, mình vẫn đánh được nha. Tầm này thì mình đâu có sợ Aduin đâu anh em ơi, nên là thấy Aduin vừa ra khỏi trụ là mình vô mình cấu máu liền. Lúc này là Aduin bị mình cấu gần nửa cây rồi nè, mình có rất là nhiều nội tại luôn, nên là lướt chém và bật ulti chơi luôn anh em. Mà tưởng đâu là không đủ đam khi mà
quá là trâu, nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn tốc biến siêu một và thành công dứt điểm đi được Arduin và thành công lấy được cái trụ đầu luôn. Team bạn có một pha lên ganh mình á, nên là thành công mình lên bảng điểm số rồi. Lúc này là mình đã hồi sinh trở lại, nhưng mà team bạn vẫn còn ở đây, nên là mình có tranh thủ và mình gỡ lại mạng nè, và thành công dứt điểm đi được hai thành viên của team bạn luôn. Cảm nhận là không có ai thủ đường giữa, nên là mình tranh thủ mình lấy trụ, nhưng mà vừa lấy thì team bạn có một pha ga dí mình. May mà mình thấy AD team bạn nên là mình tốc biến lên và thành công dứt điểm đi được AD team bạn. Trời ơi, hên vãi. Tiếp tục là những cái pha thi đấu mà mình đi lẻ rằng mình dọn lính, nhưng mà không ngờ là team bạn có một pha lên ganh mình anh em ơi. Tưởng đâu là team mình thả đại lộ xe da thì là hết ganh rồi chứ, nhưng mà cuối cùng thì team bạn lên hẳn 5 thành viên luôn anh em. Mà tưởng đâu là phải lên bảng điểm số rồi, nhưng mà mình rất là bình tĩnh lướt đi và thành công là không lên bảng điểm số, câu kéo được hết tất cả các chiêu của team bạn rồi đó. Và ở cái pha thi đấu này thì không hiểu tại sao team mình combo sao hai thành viên lên bảng điểm số rồi, hai thành viên của team bạn cũng vậy luôn. Mình tưởng đâu là có ai núp trong đây chứ, nhưng mà mình tưởng đúng rồi anh em ơi, và thành công dứt điểm đi được gia ta. Và lúc này là kinh công chuẩn bị ra, mà team bạn thiếu người như vậy team mình có cơ hội ăn kinh công nha. Đang định là lui về ăn kinh công, nhưng mà Elsu có một pha bị kéo bởi Wander, nhưng mà mình cover kịp cũng phải lên bảng số đến từ vị trí của Elsu anh em ơi. May mà mình còn cái liềm với lại có giáp hồn mệnh, nên là mình tự tin solo kill và chấm dứt thành công Wander. Thế là team mình hơn người rồi đó, với lại là hơn gừng nữa chứ. Team mình hơn người, hơn đồ, hơn gì team bạn, nên là quyết định lao vào ăn kinh công. Nhưng mà team bạn có 3 người cũng ra áp lực được kinh công nữa anh em ơi, và thành công là thủ được cái pha này. Team mình không thể nào mang được con kinh công mà team bạn còn 5 thành viên luôn kìa. Một pha đánh hay đến từ vị trí của team bạn nha anh em ơi, công nhận là ganh đầu mùa khắc nghiệt thiệt á. Tưởng chừng đâu là team mình hơn người rồi, có thể ăn kinh công mà win chứ, nhưng mà team bạn câu kéo hay quá nên là vẫn chưa ăn được kinh công. Lúc này là team mình có một pha là ăn kinh công liều luôn anh em ơi, tại vì team mình đâm người team bạn cũng vậy luôn. Kinh công được ăn gần hơn nửa cây rồi, team bạn bắt đầu bay ra, nhưng mà cuối cùng thì hên quá vẫn ăn được con kinh công anh em mà, và thành công dứt điểm đi được thành viên của team bạn rồi. Mình hết chiêu rồi, nhưng mà không ngờ là team bạn cũng vậy luôn, nên là mình quay lại anh em. Mà lúc này là mình vừa bắn vừa hồi máu á, nói chính xác hơn là vừa đánh chứ. Còn AD team bạn thì chỉ còn có một mình thôi, team bạn đã lên bảng số 4 người rồi. Elsu với Malok thì cuối cùng cũng chắc hạ được AD team bạn quá. Đúng chính xác như vậy anh em ơi, nhưng mà team bạn một pha là thủ nhà thành công nha, tại vì team bạn chuẩn bị ra mà team mình chưa có tân lính lên nữa. Team mình đã ép được một đường lính siêu cấp đường giữa rồi, nhân cơ hội là còn lính kinh công với lại là bùa hay sao á, nên là team mình quyết định là thủ thêm một đường lính siêu cấp của team bạn nữa. Lúc này team bạn có pha đánh ra, mình hết máu rồi nên là đứng ở ngoài, nhưng mà team mình thì làm hết ở phía trong rồi anh em ơi, nên là lúc này team mình càng ghê quá và thành công dứt điểm đi 4 thành viên của team bạn. Còn có một mình Gidu nên là bật ulti và thành công dứt điểm đi được Gidu trong tới đàn luôn anh em mà. Và cuối cùng thì cái trận thi đấu này cũng đã thuộc về cho team mình nha. Tưởng chừng đâu đã bị đặt kèo rồi chứ, nhưng mà cuối cùng thì vẫn win được anh em ơi, may mắn quá cả nồi ra. Công nhận pha đó thì gần của team mình càng ghê thiệt anh em ơi, nếu như mà gần không càng được pha đó chắc team bạn đánh ra và team mình thua quá. Ở cái trận thi đấu này mình thành công lên được tinh anh 24 sao rồi, nãy giờ đánh toàn win không anh em à. Và trận này mình được MVP đấu sĩ không biết được cộng bao nhiêu, 60 điểm. Đến với cái trận đấu tiếp theo luôn, thì trận này mình gặp Tú có người yêu anh em ơi, cầm cho mình đó là con bài floor và mình phải cầm Wander đi gần nha. Team bạn thì bích tướng khá là mạnh khi mà có khống chế cứng với lại là có tới đàn di động nữa. Trận này mình tưởng đâu là khó rồi khi mà team mình không có khống chế cứng á, mà team bạn thì có Alistair nữa, tưởng đâu là floor không mua được cái trận thi đấu này chứ. Nhưng mà team mình anh em thấy đầu game rồi đó, đã ăn được 6 mạng, trong khi đó thì team bạn chỉ ăn được 3 mạng thôi. Và cái tầm này á thì mình đang sung trong người nữa, nên là mình vô băng trụ luôn anh em ơi. Thành công kéo ở đây team bạn và thành công đưa team bạn lên bảng điểm số luôn. Alistair thì có một pha xuống hỗ trợ nhưng mà không kịp rồi, nên là team mình đã thành công dứt điểm đi được AD của team bạn trong trụ luôn chứ. Pha này á thì nhận thấy là dưới top rất là đông rồi, nên là mình với mít có một pha tranh thủ xuống ganh anh em ơi, nhưng mà xuống không kịp nên là follow phải lên bảng điểm số rồi. Team bạn bị kẹt lại nên là cũng vậy luôn. Cây ga thì chỉ còn một mình mà team mình có hai đặng, nên là thành công đưa cây ga lên bảng điểm số luôn nha. Người ăn mạng cũng ngon rồi á. Trận này thì ở giai đoạn đầu game team mình đánh khá là áp đảo như anh em cũng đã thấy rồi đó, nên là lúc này team mình có pha ăn kinh công, nhưng mà team bạn dồn ga nè, xong rồi team mình bolo combo đẹp quá nên là thành công dứt điểm đi 3 thành viên của team bạn. Ăn con kinh công phút thứ 8 này thả xong rồi ép luôn.
tầm này thì thả kinh công đường trên rồi, nhưng mà đường giữa thì có lính nên là quyết định lấy đường giữa trước, xong rồi chưa dừng lại nó đâu là định chơi luôn anh em ơi. Tại vì tem bạn đang trong cái quá trình lên bảng điểm số á, mình có một pha quốc cơ và thành công dứt điểm đi được ra đời tem bạn, xong rồi bị kẹt lại, nhưng mà cuối cùng thì tem mình vô hỗ trợ kịp nên là thành công dứt điểm đi được Alistair luôn, thế là hết rồi. Tem bạn thì chỉ còn hai người, còn HB thì với lại Mugat à, không để Mugat dọn lính nữa thì tem mình có thể win được cái trận thi đấu này rồi đó anh em ơi. Và cái trận này đã thuộc về cho tem mình rất là sớm nha. Đến với cái trận đấu tiếp theo luôn thì ở cái trận thi đấu này lại là năm tinh anh top 68 Lai Châu đến từ vị trí của AD, top bảng xếp hạng là mình, top miền là HB và một thông thạo A, một thông thạo B đến từ vị trí của gừng và mít. Tem bạn thì được hai thông thạo S, hai thông thạo A và một thông thạo C, và kèo thi đấu của mình ở trận thi đấu này là kèo slim nha anh em ơi. Ủa nhầm, kèo ngủ không nha anh em ơi. Đầu game thì mình tranh thủ mình dọn lính trước á, mà ngủ không không ngờ là có mấy pha chí mạng nha anh em ơi, nhưng mà mình lên level 2 trước nên là nhỉnh hơn, lấy được cái tóc biến ở giai đoạn đầu game rồi. Ôi có một pha la ganh mình đủ 2 giây luôn anh em, ganh quánh ghê quá. Mà cuối cùng thì bằng cái sự bình tĩnh và mình tóc biến và thoát đi khỏi cái pha lần ganh đầu tiên nha. Ăn xong bùa xanh đủ 2 giây ra mình luôn rồi anh em ơi, không ngờ luôn á nha. Thôi chắc là phải di chuyển lên đặng ăn bùa đỏ rồi, nên là mình tranh thủ mình kết con dê của ngộ không. Lúc này là ngộ không cay lắm mà anh em ơi, mình kiếm ngộ không mình chủ động solo kill luôn anh em. Mà có cái ma chú ở giai đoạn đầu game á, nên là anh em áp dụng cái ma chú và thành công dứt điểm đi ngộ không nha. Ăn được cái chén công đầu luôn, ăn được chén công đầu rồi nên là mình không di chuyển phụ tem ăn gồng, với lại tem mình cũng đang rất là mạnh luôn nên là thành công ăn con gồng rồi, nên là mình ở đợi mình chơi ngộ không luôn anh em. Mà và thành công là cấu ngộ không được gần xỉu nè, tạm thời lui ra ăn quái nha, tại vì đang có bùa gồng á. Ngộ không mà về rồi thì cũng phải bị thọt với mình thôi, vẫn còn đang có bùa gồng á, mà ngộ không có một pha di chuyển lên mất rồi, nên là mình tranh thủ mình giả bộ mình quánh trụ thôi nha, tại vì trụ có lớp khiên á, chỉ chờ ngộ không xuống rồi cấu máu rồi băng trụ thôi anh em ơi. Lúc này là né hai cái đòn đánh của trụ trước tiên nha, và thành công dứt điểm đi ngược ngộ không trong trụ nè. Tầm này thì ngộ không hết quánh lại mình rồi anh em ơi, nên là nấp trong trụ không à, mình đợi lính lên với hồi anti là mình vô chơi liền á, với lại có danh tem mình nữa kìa. Lúc này AD tem bạn có pha lên thủ rồi, nhưng mà mình vẫn không sợ nha, mình định bắt AD trước á, nhưng mà AD tóc biến hay sao á nên là xa quá, nên là pha này ăn được ngộ không à. Bấm qua cầu nhây né đam trụ, nhưng mà ôi tem bạn có pha di chuyển lại hơn, mà mình vẫn bình tĩnh và quăng chiêu một và chạy thoát luôn anh em ơi. Không ngờ là ôi có pha đu theo mình luôn, mình hết chiêu rồi nên là phải chấm dứt thôi. Tem mình thì không thấy đâu hết trơn, có mình Vega xuống phụ mình, nhưng mà cuối cùng thì Vega vẫn ao nhây được, nhưng mà vẫn không thể nào mà chạy thoát bởi HB tem bạn rồi. Đang tiếp tục cầm cái bùa gồng rất là mạnh anh em ơi, định lên dọn lính, không ngờ là Aoi tem bạn có pha ăn quái nên là thành công là tiếp cận Aoi và thành công đưa Aoi lên bảng điểm số luôn. Và tem mình có rất là nhiều lợi thế ở giai đoạn đầu game rồi, nên là tranh thủ và lấy thành công ba đường lính siêu cấp của tem bạn luôn. Zan có một pha lao vào căng 5 căng 4 ở trong trụ anh em ơi, tưởng đâu là Zan căng được rồi nhưng mà căng không nổi rồi, và lúc này tem mình đã hết máu hết rồi nên là quyết định rút lui thôi. Định lui rồi đó, nhưng mà không ngờ là tem bạn có một pha đu ra nên là mình thành công dứt điểm đi được ngộ không rồi. Ôi có đu ra nhưng mà cuối cùng thì tem mình vẫn cover nhau và chạy được nha. Tem mình có ăn được con kinh công phút thứ 12 nè, nên là quyết định ép win luôn, nhưng mà tem mình lo tự tin quá hay sao á, nên là lúc này tem bạn có một pha đánh ra và thành công dứt điểm đi được hai thành viên của tem mình rồi. HB bị kẹt lại chắc cũng phải lên bảng số luôn rồi, chỉ còn đâu đó khoảng hai thành viên thôi. Rồi tem mình nản gg luôn rồi. Tem bạn có một pha đẩy thành công tới cái trụ silo của tem mình luôn, hình như là trụ nào bây giờ cũng silo luôn anh em ơi, đến cái trụ thứ hai đi nha. Và tem mình có một pha đánh ra AD, tem bạn có một pha đứng cao đoạn bắn anh em, nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn không tiếp cận được. Ơi AD tự tin vậy, nhưng mà không ngờ là tem mình có một pha thành công là khép góc nha. Gom hai người đến từ vị trí của HB tem mình làm hết rồi anh em ơi, lại tiếp tục gom hai người và đẩy. Nếu mà và lúc này là mình với AD chỉ việc phía sau và bắn thôi. Thành công là giữ chân lại AD tem bạn luôn. Rồi lúc này còn có mình đi đu à, tem mình có một pha đánh ra rất là hay đến từ vị trí của HB nha. Và lúc này là tem mình chờ lính lên và win thôi. Tưởng đâu là một trận thi đấu bị lật kèo ba đường rồi chứ, nhưng mà cuối cùng thì HB tem mình làm khoát hay quá nên là thành công dứt điểm đi được cái trận thi đấu này luôn anh em mà. Ui trận này mình được MVP nè, để cho anh em xem MVP đầu mùa thì được cộng bao nhiêu điểm nha. 90 điểm ngon. Đến với cái trận đấu tiếp theo luôn thì trận này vẫn chưa gặp cao thủ. Trận này thì tem mình toàn cục top thôi, được một cục top bảng xếp hạng là mình, top miền là
AD và hai cục top tỉnh đến từ vị trí của SB và gần, còn mất tem mình thì được thông thạo A. Và tem bạn được hai thông thạo S, hai thông thạo A và một thông thạo B, và kèo thi đấu của mình là kèo Valentino tinh hệ và còn thông thạo S nữa chứ. Gặp kèo khó rồi anh em ơi. Ông Flo này mình cảm nhận biết múa nha anh em, mà múa rất là hay luôn. Pha đầu thì mình solo kill không lại, xong rồi mất tem bạn xuống ganh nên là mình đã mất cái mạng đầu rồi. Anh được cao thủ rồi, mình định chơi tiếp á, nhưng mà sẵn có clip rồi nên là làm clip cho anh em xem luôn. Agi có thể nào mà quánh ở giai đoạn đầu mùa hay không anh em ơi. Tem bạn di chuyển hay quá nên là 0-4 ở giai đoạn đầu game dành cho tem mình rất là nguy hiểm nha. Tem bạn ăn được con rồng nữa. Lúc này mình đã thua 2-0 rồi, nhưng mà cảm nhận được Flo có một pha là được mắc hai cục máu rồi, nhưng mà vẫn muốn solo kill với mình á. Bằng cái sự tự tin nên là mình đã thành công dứt điểm đi được Flo anh em ơi. Hên vậy. Lúc này là tem mình đã gỡ lại được một mạng và đã được 1 năm rồi đó, 2 năm rồi chứ. Liên tục là những tình huống mà mình solo kill với Flo á, nhưng mà cuối cùng á thì là Flo còn có xíu máu à, tưởng đâu là Flo về rồi chứ. Tại vì thấy ổng còn có xíu máu à nên là mình tranh thủ vô mình lấy trụ, nhưng mà Flo đã xuất hiện, mình quăng chiêu hụt nữa, hết chiêu thì cũng phải lên bảng số luôn. Trời ơi, ông Flo này núp kỹ quá, đúng là mình chịu không có nổi với Flo thì cái chớ. Tầm này thì mình tranh thủ mình đẩy đường với Flo nè, lúc này là cảm nhận được gần tay mình sắp lên đó, nên là mình ra mình solo kill luôn nha anh em ơi, nhưng mà mình vẫn hơi ghén nha. Lúc này là Flo còn có nửa cây à, không cắt được anti, hai cái hát tung nên là phải lên bảng số. Đúng là chịu không có nổi với Flo thiệt à anh em ơi. Tem mình dằn lấy lại được lợi thế á, lúc này là tưởng đâu đã mạnh rồi nên là rủ tem bạn combat luôn, và combat ở giai đoạn đường giữa. Nhìn sơ qua thì tem mình đã thua giao tranh rồi anh em ơi, những cái cú đẩy rất là đẹp luôn, nhưng mà cuối cùng là đẩy SB nên là dồn đam khá là lâu, nên là tem mình đã thành công lên bảng số 3 thành viên ở cái pha giao tranh này nha. Xong mà anh em ơi, lỗ rồi, ăn được 3 thành viên mà tem bạn vẫn chưa chịu dừng lại đó, khi mà những thành viên chủ lực của tem bạn đang còn rất là nhiều máu. May mà mình có cái tóc biến á, phải mình lên bảng số luôn là không biết chuyện gì xảy ra luôn á. Do là đầu game mình lên nanh trước á nên là chưa có lên đao gì hết trơn á, nên là chủ động solo kill với Flo là một sai lầm anh em ơi. Lúc này là vẫn chưa có tiền để mua đao, nhưng mà mình vẫn tự tin solo kill với Flo. Tem mình để có đao rồi mới đánh nha là mạnh được. Chưa có đao mà chưa có sách nữa thì tất nhiên là chịu không có nổi với Flo anh em ơi, múa ghê quá. Lúc này tem bạn xanh rồi, cây nen thì tự tin nữa, nên là lúc này có một pha bắt mình thấy na trong bụi, nhưng mà vẫn bắt mình trước và thành công dứt điểm đi được mình. Xong rồi thành công chạy thoát luôn, na thì có một pha quay lại hên á mà ăn được cục máu trong trụ và thành công không lên bảng số. Nhưng mà cuối cùng thì ở đây tem mình bị kẹt lại anh em ơi, và tem bạn dứt điểm được hai thành viên của tem mình luôn. Toan rồi, toan rồi. Do là tem bạn tự tin rồi nên là lúc này tem bạn đã có một pha di chuyển rất là cao ở giai đoạn đường giữa. SB tem bạn di chuyển cao quá nên là mình sát thương chuẩn mà thành công dứt điểm đi được SB tem bạn. Và lúc này Ken có pha bọc sao và thành công dứt điểm đi được Na rồi. Chưa dừng lại đó là mình tóc biến lên mình chơi Ken luôn nha anh em ơi, thành công ăn được double kill ở cái pha này. Tem mình đang có tầm nhìn ở hang kinh công, tem bạn thì lộ sai hết 4 thành viên rồi, nên là tem mình quyết định ăn con kinh công nhanh luôn, tại vì còn đâu đó khoảng 20 giây nữa thì kinh công sẽ biến mất rồi, không biết là ăn kịp không. Tem bạn ra rồi nhưng mà may quá vẫn giữ được con kinh công, và con kinh công này sẽ làm tiền đề đặng cho tem mình ăn kinh công phút thứ 15 nha. Nhưng mà không ngờ tem bạn có pha đánh ra và thành công dứt điểm đi được Na cà gót rồi. Tem bạn vẫn chưa tiếp tục dừng lại và tiếp tục băng trụ và thành công dứt điểm đi 4 thành viên của tem mình luôn. Rồi xong rồi anh em ơi, chỉ còn đâu đó khoảng một mình thôi thì có thể thủ được 4 thành viên của tem bạn không, nhưng mà người ăn được con kinh công đó chính là mình anh em ơi, nên là có cái đại lộ xây da nha, nên là không lo gì hết trơn á. Lĩnh bên nào cao thì thả đường đó trước, nhưng mà này mình thả hơi chậm rồi, nhưng nên là mắc cái trụ. Mà trụ nào cũng là trụ xì lô mà anh em ơi, nên là cũng không phải sợ nha. Ăn được cái con kinh công này cũng may á, hên mà mình ăn được á. Nếu như mà Na ăn được thì chắc là mình không thể nào mà thủ được 4 thành viên của tem bạn luôn á. Và ở cái pha này á thì mình có một pha lên cao đằng dọn lính á, mà không ngờ là tem bạn có pha combo mình, nhưng mà khá là tự tin Lily ở đây, nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn đổi mạng được với Lily. Lúc này là tem bạn chưa dừng lại đó đâu, mà định vô ăn được cái trụ lính siêu cấp của tem mình hay sao á. Na có một pha ra là thành công dứt điểm đi được gần tem bạn rồi. Và AD với HB tem bạn có pha bị kẹt ở lại giữa 3 thành viên của tem mình luôn. Là HB tem bạn khá là tự tin hay sao á, nên là quyết định lao lên và trời ơi, HB không lên bảng số mà AD tem bạn lên bảng số anh em ơi. Và tem mình có cơ hội ăn được con kinh công đó. Flo hồi nãy thì chết tổng là hỏi
mở giao tranh đẹp không? Lúc này là mình trách tổng, mình khịa là trở lại luôn anh em ơi, là thấy thủ nhà sao nữa. Đúng là hay hơn thua anh em mà cay với cái nồi ra. Lúc này là tên bạn đã lên bảng điểm số 3 thành viên rồi mà không ngờ là bơi tên bạn hết máu không chịu về. Na tên mình thì rất là xanh nên là thành công hạ được một mạng nữa. Và lúc này tên bạn thì chỉ còn đâu đó khoảng một mình floor thôi. Ê, có thể nào là anh em nghĩ floor có thể là trách tổng tao đã cướp được con kinh công không? Ê, cái kịch bản thấy quen quen anh em ơi, tóc biến khác công ty đến từ vị trí của Florna hết máu nên là lui ra rồi, kinh công có bị cướp hay không? Không rồi anh em ơi, tên bạn không để ý đến kinh công nên là lúc này Florna chỉ còn một mình ở đây thôi và thành công lên bảng điểm số thế là hết cho tên bạn rồi. Ui mai và anh em ơi, gung với cái nồi ra xíu nữa là bị mắc con kinh công rồi. Lúc này là Ken tên bạn có khoa không có tàn hình mà ăn bùa xanh nên là thành công ăn được double kill, thế là hết rồi. Kịch bản ấy rất là đẹp nhưng mà tiếc là nó không xảy ra anh em mà, và lúc này tên mình chàng vô trụ và win thôi. Và đây rồi anh em ơi, tin anh một win sao rồi, và ở trận thi đấu cuối cùng mình sẽ lên được cao thủ nha. Nhưng mà trận thi đấu cuối cùng thì mình cầm Wonder tiêu rồi nên là mình làm thêm một game IG nữa nên là mới có là cao thủ 2 sao ở giai đoạn đầu clip anh em xem á. Và cái trận thi đấu này thì có một mình cao thủ với cục vàng thôi anh em ơi, nhìn ngầu vãi cái nồi ra. Tại mình thì được 4 không tin anh, 3 thông thạo, nói chính xác hơn là 2 thông thạo B và 1 thông thạo A, 1 thông thạo S. Chưa kịp nhìn tem bạn nữa đã vô trận rồi anh em ơi, và không biết cái trận thi đấu này kèo đối đầu của mình là kèo gì nữa. Đầu game chưa gì nữa là banh heo gái cục vàng ai ghi gánh rồi, đã thấy có điểm rồi đó anh em ơi. Nếu như mà tem bạn lên ganh mình ở đầu game thì chắc trận này toan á. Và trận thi đấu này thì đi kèo với Gilma nha anh em ơi, xong mình rồi. Kèo khó nữa nhưng mà không biết Gilma này có gán mình hay không. Đầu game thì có ghĩa mình một cái rồi đó, nhưng mà mình lên level 2 trước thì ghĩa ngược trở lại và thành công dứt điểm đi được cái lượng máu rất là lớn của Gilma luôn, và thành công lấy đi được cái tóc biến luôn. Solo kill cho đã một hồi á thì ông nào cũng sợ ông nào hết trơn á, nên là lúc này mình hết máu rồi, gồng chuẩn bị ra nữa nên là mình quyết định vô bụi biến về. Nhưng mà không ngờ Nakagot có pha lên, hên quá là mình không có bị ganh á, nên là lúc này team mình có lợi thế ở dưới rồi đó. Do là ganh mình đầu tiên á nên là Na chọn cách là ăn con kinh công trước, mà lúc này mình ra không kịp rồi. Mình ra có kịp thì cũng không có dám vô đâu, tại vì team bạn tới 3 thành viên lận, và lúc này mình đã lên được 4 rồi nha anh em ơi. Team mình thì cũng đang ăn được con gồng rồi, ăn được gồng là mình solo kill với Gilma liền á, tại vì bùa gồng mạnh lắm. Và tầm này á thì Gilma gán mình luôn rồi anh em ơi, dọn hết đến là về luôn chứ không có kiếm mình nữa như ở giai đoạn đầu game mà kiểu cấu ghĩa nữa. Lúc này là vào trụ lấy máu xong rồi ra solo kill thẳng mặt với Gilma nè anh em ạ. Định ra solo kill với Gilma rồi nhưng mà không ngờ Gilma có khoa di chuyển xuống tới đường dưới luôn anh em ơi. Không ngờ là di chuyển xa đến như vậy, là thấy có điểm rồi, và cái này là mình đâu có di chuyển thế nào mà xuống kịp đâu, nên là mình đành nhìn cho team mình phải lên bảng điểm số từng thành viên một anh em mà. Và lúc này lên bảng điểm số hết 4 thành viên luôn rồi, mình chắc chắn là mình sẽ bị chỉ trích rồi anh em ơi, nên là mình thả cái mặt cốc trước nha và chờ chỉ trích thôi anh em ơi. Cục vàng gì đó không biết cần đọc luôn á. Tức quá anh em ơi, Gilma xuống dưới nhưng mà không rủ mình theo, nên là lúc này mình có một pha là chơi Gilma luôn nha, bắt cấp luôn anh em mà. Và lúc này thấy Gilma hết chiêu nên là vô combo thôi, chạy trong trụ thì cũng phải lên bảng điểm số luôn. Lúc này là còn mười mấy giây nữa băng xương mới xuất hiện mà. Rồi vừa ăn được Gilma thì Na tem bạn cũng đã xuất hiện rồi, nhưng mà lúc này mình đâu có ngán đâu anh em, tại mình đang có bùa gồng nữa. Pha này thì Na cố gắng cấu máu làm mì mình trước, nhưng mà cuối cùng mình ăn cục máu xong rồi mình ra mình chơi luôn nè anh em ơi. Có bùa gồng và có cái ma chú nên là lúc này Na lỗ máu rồi, và team mình cũng đã nhân cơ hội đó và ganh vào đường dưới rồi, và thấy trận thi đấu này là có lợi cho team mình rồi đó. Hồi nãy bị Na làm mềm á nhưng mà mình vẫn tự tin, mình đâu có vừa đâu, lúc này là mình còn không dưới trên nửa cây nữa. Và lúc này là cảm nhận được Gilma sắp lên á, mà mình gần hồi anti rồi nên là mình tranh thủ lên mình cấu máu Gilma đặng mình hồi máu nha anh em ơi. Nhưng mà không được rồi, Gilma khôn quá, và lúc này tưởng đâu là bị Gilma solo kill rồi chứ. Nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn muốn solo kill với Gilma hơn, mà vẫn né được ulti xong rồi lướt lại qua bật ulti. Nếu như mà Gilma không bóng qua cầu bao nhiêu thì mình không có lỡ một nhịp rồi. Mai mà có gần team mình lên hỗ trợ nên là thành công dứt điểm đi được Gilma. Vừa ăn xong á thì Gido team bạn cũng di chuyển lên, và lúc này là team mình vẫn chưa dừng lại đó đâu, móc trúng đến từ vị trí của gần team mình và thành công hắt Gido về. Và lúc này bị ulti đến từ vị trí của Gido, nhưng mà cuối cùng thì Gido cũng phải lên bảng số luôn. Tu Len lên đôi điểu nhưng mà team mình vẫn cao nhây được anh em ơi, hai thành viên làm ba thành viên luôn kìa. Nakagot có pha bay ra ulti không khí anh em ơi, và cuối cùng thì cũng phải lên bảng số luôn, và cái pha này là team mình lời 4 mạng nha.
không để cho tem nghi ngờ cái cục vàng của mình á, thì lúc này mình cũng đã thể hiện sức mạnh rồi anh em ơi. Khi mà AD tem mời bạn có một pha cà khịa mà nó nên là mình bật ulti và thành công dứt điểm đi được AD luôn, bá đạo dành cho mình, tóc biến ra lấy trụ. Và lúc này tem bạn cũng qua 4 thành viên rồi, không ngờ là AD có một pha là tưởng như là tự hủy mình hay sao á. Nhưng mà mình công nhận là cái trận thi đấu này tem bạn cũng đánh hay nữa anh em mà. Và lúc này á là mình có một pha đứng cao nè, Gidu tem bạn có một pha vô bắt mình á, nhưng mà không ngờ là có ít bơi tem mình ở đây nên là thành công dứt điểm đi được Gidu. Chuyện thiết dành cho mình rồi, tem mình có pha bọc sau nên là quyết định lên đánh luôn. Tulen không phải lên bảng điểm số nhưng mà Gilma bị kẹt ở lại rồi nên là cũng phải lên bảng điểm số luôn. Thế là cái pha này tem mình ăn được 3 thành viên, trong khi đó thì tem mình chỉ lên bảng điểm số 1 thành viên thôi, nên là tem mình có thể đẩy nha. Đẩy được trụ hai đường giữa của tem bạn rồi, quyết định là đẩy thêm một cái trụ lính siêu cấp nữa. Tại vì trong cơ hội mà tem bạn đã mắc 3 thành viên á nên là thành công ăn được thêm cái trụ nữa. Lúc này là máu toàn là dưới 50%, dưới 30% luôn chứ, nên là quyết định biến về đến từ vị trí của tem mình. Nhưng mà Van Heel này báo quá anh em ơi, xíu nữa là bị giật điện lên bảng điểm số luôn rồi. Mai mà mình bình tĩnh và thành công dứt điểm đi Tulen, tóc biến lên định bắt thêm AD nhưng mà không đủ đam rồi. Và lúc này mình bị kẹt lại là cái kết của mình cũng phải về tới đàn anh em ơi. Biết vậy cho Gidu hạ đừng cho nhanh hơn rồi, tại vì na tem bạn chặn đầu rồi. Và chắc đây là cái pha giao tranh cuối cùng của cái trận thi đấu này rồi anh em ơi. Thì video của mình ở đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh em xem video, nếu thấy hay đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, thả tim, chia sẻ và nhấn chuông thông báo nha, để cho mình có động lực ra nhiều video hay hơn và được 20k sub trước Tết nha. Cảm ơn, thank you mọi người. Mình edit xong rồi mình đăng cho anh em xem rồi mình vô mình đánh tiếp anh em ơi, gắn lên top 1 luôn nha. Ai ghi đầu mùa vẫn chơi được anh em ơi, đi đơn thì vẫn khỏe thôi nha, còn đi tem thì mình không biết thế nào, nhưng mà mình đi đơn thấy cũng ok á. Cộng phải nói là MBB hoặc là MBB đấu sĩ rồi, cộng phải nói là được 8-9 chục điểm không à anh em ơi, cộng nhiều điểm á.